Mọi người xin được kính chào toàn thể các quý vị và các bạn tiếp tục quay trở lại với kênh Khanh Béo TV của chúng tôi ngày hôm nay. Lời đầu tiên cho phép Khanh Béo xin được gửi lời chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất tới toàn thể các quý vị và các bạn. Chúc cho các quý vị và các bạn một ngày mới vui vẻ và hạnh phúc. Sau đây thì Khanh Béo TV tiếp tục cập nhật lễ tang của chị Ngô Thị Lan. Chị Ngô Thị Lan sinh năm 1978, chị đang sống tại Hải Phòng. Không may chị mắc căn bệnh hiểm nghèo và đã chút đi hơi thở cuối cùng về với tổ tiên. Và sau đây lễ tang diễn ra như thế nào xin được kính mời các quý vị và các bạn chúng ta cùng đón xem. Vâng, kính thưa các quý vị và các bạn thân mến. Đây là lễ tang của chị Ngô Thị Lan. Chị Ngô Thị Lan hiện tại đang sinh sống tại Hải Phòng. Chị sinh năm 1978. Không may, trong một thời gian dài, chị lâm phải trọng bệnh. Mặc dù đã được gia đình đưa tới bệnh viện và các y bác sĩ cũng đã tận tình cứu chữa, nhưng vì căn bệnh quá nặng, chị đã không qua khỏi và đã mãi mãi ra đi về nơi an nghỉ cuối cùng, để lại nơi đây bao nỗi buồn vô tận cho gia đình cũng như cho chồng, cho con. Qua những tháng năm chị lâm bệnh thì gia đình cũng đã đưa chị đi khắp nơi, từ những thầy thuốc xa tới thầy thuốc gần, cũng mong sao cho chị gặp thầy gặp thuốc và chị sống ở lại với gia đình để tiếp tục nuôi cho các con khôn lớn trưởng thành. Ai có ngờ đâu, ngày hôm nay thì âm dương cách biệt, mãi mãi xa rời, chẳng thấy chị đâu. Chị ra đi, bố mẹ mất đi một người con ngoan ngoãn, có hiếu với cha mẹ. Chồng chị mãi mãi mất đi một người vợ chân tình và luôn luôn quan tâm tới gia đình, hết lòng yêu thương chồng con. Và đặc biệt là các con của chị mất đi một người mẹ sớm tối ân cần bảo ban và chăm sóc. Quá đau thương ngậm ngùi mà không sao nói được hết bằng lời. Chị biết ngậm ngùi, than khóc để gọi chị giây phút cuối cùng trước lúc chia ly. Kính thưa các quý vị, chị Ngô Thị Lan còn sinh thời thì chị sống chan hòa với bà con hàng xóm và rất được bà con hàng xóm tin yêu quý trọng. Và chị sống với gia đình bên nội bên ngoại thì ai ai cũng đều thương đều quý chị. Nhưng số phận mỗi con người thì ngày hôm nay chị đã không qua khỏi với căn bệnh hiểm nghèo và đã vĩnh viễn ra đi về nơi yên giấc nghỉ, bỏ lại nơi đây một gia đình nhỏ mà từ đây trở đi không còn bóng chị trên thế gian này nữa. Kính thưa các quý vị và các bạn, quá thương đau mà không sao nói được thành lời. Chỉ mong rằng hãy cầu chúc cho chị mãi mãi thanh thản, ra đi cõi vĩnh hằng được yên giấc nghỉ ngàn thu. Kể từ đây thì các con không được mẹ chăm sóc từng miếng ăn giấc ngủ, và sớm tối không được mẹ bảo ban từng lời như mọi khi được nữa. Và người chồng của chị cũng không bao giờ được ở bên người vợ được hạnh phúc như mọi khi. Qua ngậm ngùi xót xa, quá thương mà không biết làm sao được, chỉ biết rằng cầu niệm Phật cho chị mãi mãi được thanh thản ra đi. Cành lá vàng vẫn ở trên cây, lá xanh nỡ rụng, lòng đầy xót xa. Hôm nay đây mãi mãi chị xa bà và đã về nơi an nghỉ. Trên đời này không bao giờ thấy chị, những nụ cười kia không còn trên thế gian. Bao nhiêu những giọt nước mắt rơi, những tiếng gọi con gọi vợ
và những tiếng gọi mẹ nghe sao xót xa mà cay khóe mắt. Chỉ biết rằng đứng đây và nhìn từ từ chị ra đi mà không làm cách nào được. Cảnh mẹ già khóc con mà nghe sao nhói lòng. Kính thưa các quý vị, mỗi con người chúng ta sống trên thế gian này thì đó là một hạnh phúc của trời ban cho chúng ta. Nhưng không phải ai cũng 70-80 tuổi. Có người sinh ra 20-30 cũng kể một kiếp người. Đau xót ngậm ngùi chỉ biết khóc than, chỉ biết kêu gọi mà lực bất tòng tâm. Kính thưa các quý vị và các bạn thân mến, vậy nên ngày hôm nay chúng ta hãy cùng nhau yêu thương nhau, đùm bọc và giúp đỡ lẫn nhau, yêu thương cha mẹ, yêu thương người thân của chúng ta một cách hết sức có thể. Đừng để tới khi nhắm mắt xuôi tay mà chúng ta còn luyến tiếc nhiều điều và ân hận nhiều điều khi trên trần thế chúng ta đã làm. Và Khanh Béo cũng xin được cảm ơn tới toàn thể các quý vị và các bạn trong suốt thời gian dài đã ủng hộ kênh Khanh Béo TV. Và các quý vị xem video xin hãy ấn đăng ký kênh, like, chia sẻ và cũng đừng quên nhấn chuông để ủng hộ Khanh Béo TV. Xin được cảm ơn tất cả các quý vị và các bạn rất nhiều.